Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái mẹo khi bạn sắp xếp các cái video, khi bạn đưa vào edit, bắt đầu một dự án mới với phần mềm Filmora 10. Thứ hai, có một bạn hỏi là làm sao để em xem các cái video ấy theo thứ tự thời gian, là tức là video nào quay trước thì xuất hiện trước, video nào quay sau thì xuất hiện sau ấy. Thì mấy cái đấy thì nó phụ thuộc vào một số cái mà các bạn chọn ở trong cái thư mục Media nhé. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn dễ thôi. Ok, bây giờ sẽ đi vào Filmora. Đầu tiên đây ở trong Filmora của mình nhá. Khi mà các bạn muốn đưa bất kỳ cái gì vào edit ấy, ở trong phần mềm ấy, thì các bạn chú ý là các bạn nên copy nhá. Copy tất cả các cái dữ liệu mà bạn cần edit ra máy tính của bạn nhá. Nếu không thì nó sẽ có xảy ra trường hợp là nếu như bạn cắm ở cái ổ cứng rời, ví dụ như các cái ổ cứng rời như thế này này, hoặc là trên điện thoại, điện thiết của bạn ấy, thì khi mà bạn đang edit sau đấy bạn rút nó ra, hoặc là cái kết nối nó bị lỏng ấy, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là bị lỗi suộc, tức là nó bị lỗi cái thư mục gốc ấy, thì nó sẽ không edit được nữa, và bạn lại rất là phiền là bạn phải tìm lại. Đó, thế còn nói về cái việc mà sắp xếp, thì khi mà bạn bắt đầu một dự án ấy, thì luôn luôn các bạn nên tạo ra các cái thư mục này, rồi tạo ra các cái chỗ để bạn chứa video này, chứa ảnh này, chứa nhạc nền này, chứa intro này, rồi chứa sound effect các thứ ấy, thì để nó dễ kiểm soát. Thế là những cái dự án mà có thể một vài ngày bạn edit một vài ngày, thế còn những cái dự án nhỏ nhỏ thì thôi cứ đưa hết vào cũng được. Thì để làm cái việc đấy thì các bạn sẽ chú ý nhé. Filmora 10 ấy, nó sẽ giống như các phần mềm khác, là nó có một cái kho, nó gọi là media, tức là ở bên trái này. Media là tất cả những cái gì mà bạn đưa vào để edit, gồm có video, ảnh, nhạc này, tất cả các thứ thì ở trong media. Và trong media này ấy, thì ở bên dưới này nó có mấy phần share media, hoặc là sample color, hoặc là sample video, sample green screen. Cái này nó có sẵn của phần mềm, khi bạn cài lên là nó có sẵn rồi. Trong cái share media này thì là những cái mình thêm vào để mình dùng cho nhiều dự án. Thế còn khi mà bạn cài lên thì nó sẽ có phần này sẵn mấy cái folder ở dưới. Thế còn các cái folder ở trên nhé, trong cái phần project media, tức là media sau đến project media, tức là các cái thư mục các thứ của dự án thì gọi là project media. Mỗi khi mà bạn chọn vào project media này ấy, thì nó sẽ hiện tất cả các thứ mà bạn đưa vào phần mềm. Ví dụ nhé, đây là các cái video, ảnh, các thứ, tất cả các thứ mà mình đưa vào phần mềm. Thế có một cái đầu tiên các bạn nên làm, đó là các bạn nên tạo ra các cái thư mục. Ví dụ ở đây mặc định của nó sẽ có một cái thư mục gọi là folder, tức là folder là tiếng Anh gọi là folder, tức là tiếng Việt là mặc định, tức là thư mục mặc định. Thế còn ngoài ra thì các bạn có thể tạo thêm các cái folder khác, ví dụ như ở đây mình tạo thêm là ảnh này, nhạc nền này, sau mình có thể đưa nhạc nền vào đây này, sau đấy mình có thể tạo thêm thư mục là hiệu ứng âm thanh. Đây là một cách chia. Thế còn có cách chia khác là các bạn chia theo các cái camera bạn quay, nếu như bạn có nhiều camera, ví dụ mình có thể quay tạo ra ở đây là camera GoPro này, Canon này, Sony này, hoặc là Canon 1, Canon 2, Canon 3, hoặc Sony 1, Sony 2, Sony 3, nếu như bạn có nhiều góc quay nhé. Thì khi ở trong này, tức là để tạo cái folder này, thì các bạn có thể ấn nút này, create a folder, hoặc là add một cái folder mới. Khi bạn kích vào add một cái folder mới ở đây, bạn có thể tạo nó, ví dụ ở đây là hiệu ứng chẳng hạn, hiệu ứng âm thanh chẳng hạn, và bạn enter. Thì khi bạn chọn một cái folder bạn tạo ấy, thì nó sẽ không có cái gì ở đây cả. Và bạn có thể ấn vào nút này import, tức là bạn để đưa các cái hiệu ứng vào. Ví dụ bạn có thể chọn này, sau bạn chọn nhạc hoặc là chọn hiệu ứng gì đấy ở trên máy tính, sau bạn nhấn open là nó sẽ đưa vào, nó sẽ đưa cái hiệu ứng âm thanh ra đây. Đấy, thì các bạn có thể dễ dàng bạn đưa vào đây để bạn có thể bắt đầu edit. Thế còn tức là khi mà bạn chọn vào mỗi một cái folder bên trái này, nó sẽ xuất hiện ra, tức là nó xuất hiện những cái mà bạn đưa vào. Ngoài ra khi bạn kích vào nút này, nút project media, thì nó sẽ xuất hiện tất cả. Bên cạnh đó thì các bạn có một số cái tùy chọn để các bạn xem cái project media này. Ví dụ cái nút này, cái nút này là nút tùy chọn bạn xem, bạn có thể phân biệt là video, ảnh hoặc là audio. Thì bạn kích vào đây, sau đó sẽ cho bạn này nhìn này. Nếu như bạn chọn vào nút này là on, tức là nó sẽ hiện ra tất cả. Thế còn bạn chọn vào đây, nó sẽ chỉ hiện ra video thôi. Ví dụ hiện vào đây, chọn ra video. Mặc dù trong cái project media này của bạn có cả ảnh nghĩa các thứ, nhưng mà nó sẽ chỉ hiện ra video để các bạn có thể xem qua, rồi các bạn đưa ông timeline. Nếu bạn có thể đổi, kích vào đây, ví dụ chỉ audio thì nó sẽ chỉ có hiện là nhạc hoặc là các cái hiệu ứng sound effect các thứ thôi. Hoặc là các bạn có thể chọn chỉ ảnh thôi thì nó sẽ chỉ xuất hiện ảnh thôi. Đó là một cách để các bạn xem. Thế còn cách thứ hai, ví dụ mình thường mình sẽ để chọn ở đây là on nhé, tức là tất cả. Cách thứ hai là cái nút bên cạnh này, thì cái nút bên cạnh này sẽ có nhiều tùy chọn hơn. Ví dụ bạn có thể chọn view.
View tức là large hay là medium hoặc là small, tức là cái ảnh đại diện của cái file đấy. Ví dụ mình chọn small thumbnail thì nó sẽ bé đi. Ví dụ bạn nào đưa nhiều vào ấy, đưa nhiều video, đưa nhiều ảnh các thứ vào đây, thì nếu như mà bạn thấy nó để large, tức là để to ấy, view này, ví dụ bạn để large là to như thế này thì nó nhìn nó khó, bạn phải kéo lên kéo xuống này, thì bạn có thể chọn là small. Đó, tức là view, view small thumbnail. Đó, đấy là một. À, đấy là cái view. Cái thứ hai nữa là sẽ có cái suộc, à, tức là short đấy. Sort thì tức là bạn sắp xếp. Nếu như là bạn đưa vào nhé, cái video của bạn mà nó không theo thứ tự, tức là không theo thứ tự bạn file bạn quay, ví dụ ở đây là 72 thì nó lại đến 77 này, MVI này, 3772 thì đến 3777. Bởi vì cái này mình không sắp xếp theo tên, nên nếu bạn muốn đổi lại thì các bạn kích vào nút này, nút sort by đấy, bạn chọn là sort by name thì nó sẽ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Ví dụ đây video của mình đấy, à đây là ảnh nhé, ảnh này 39, 36 này, 37, 38, 38 này, sau đến video là 37, 53 này, 54 này, 55, 56 này, 57 này. Đây là sort theo tên, tức là sort theo tên. Thế còn bạn có thể sort theo duration, là tức là độ dài ấy. Nếu bạn sort theo độ dài thì video nào dài nó sẽ đứng trước. Ví dụ video này của mình là dài nhất này. Đó, sau đến cái này, đây các ảnh. À, đây là cái ảnh này, đầu tiên nó sẽ xếp ảnh trước, sau đến xếp video, mình nhầm. Đây là video này dài nhất này. Đó. Video này là nó đâu có 1 giây mấy thôi, nhưng mà tất cả những cái clip này mình quay rất là ngắn. Sort theo duration. Thế còn bạn có thể chọn theo cái khác, ví dụ sort theo nó type, tức là lấy một loại. Ví dụ bạn có các cái đuôi MP4 này, đuôi AVI này hoặc đuôi MKV, các cái đuôi khác nhau ấy, thì bạn có thể sort sort theo cái này, cái type. Hoặc date created, nếu bạn quay ngày hôm nay, quay ngày hôm qua, quay ngày hôm kia chẳng hạn, thì bạn có thể sort theo ngày, thì bạn sẽ xem được là ngày hôm nay mình có những cái video nào, ngày hôm sau mình có những cái video nào. Thế còn cuối cùng là group, thì group này cũng tương tự thôi, bạn có thể group theo camera name này, theo tên này, theo loại này, theo ngày này, hoặc là theo cái độ dài này, theo chiều giảm dần hoặc là tăng dần ở dưới đây đó, trong phần group. Đấy mấy cái về media. Mọi người thì người ta thì hay gọi là kiểu footage các thứ ấy, nhưng mà đối với mình thì nó là media thôi, nó là nguyên vật liệu các thứ để các bạn có thể edit video. Ok, video này hướng dẫn đơn giản đấy thôi. Đó là cách các bạn có thể sắp xếp cái media, hoặc là các bạn thêm các thứ vào trong media để các bạn có thể bắt đầu làm một cái dự án mới bằng phần mềm Primora 10. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Còn nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video để trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.